Thưa quý vị, hàng loạt các dự án được triển khai, thị trường bất động sản khởi sắc trở lại đã khiến cho lượng người đến các cơ quan chức năng làm các thủ tục đất đai tăng mạnh. Nhằm tránh tình trạng quá tải, ùn ứ hồ sơ, đòi hỏi các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải tăng cường nhân lực và sắp xếp lại công việc cho phù hợp theo từng thời điểm để phục vụ người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đài Nẵng TV tại quận Liên Chiểu. Tại bộ phận một cửa trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, thời gian gần đây, hầu như ngày nào cũng có nhiều người đến làm thủ tục đất đai. Trước khi lấy số thứ tự, người dân sẽ được chuyên viên của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Liên Chiểu xem hồ sơ, phân loại, hướng dẫn kê khai. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ giấy tờ sẽ được hướng dẫn bổ sung. Đây được xem là khâu quan trọng nhằm giúp người dân đỡ lúng túng, tránh phải chờ lâu và đi lại nhiều lần. Khi người dân tới, em sẽ xem hồ sơ đầy đủ chưa. Em sẽ phân luồng những ô nào và coi hồ sơ đầy đủ, không đủ thì em sẽ hướng dẫn cho đủ hồ sơ, đăng ký trực tuyến rồi phân luồng cho hồ sơ bấm số. Còn những trường hợp mà lấy kết quả em sẽ chỉ hướng dẫn trực tiếp để nhận kết quả, không cần bấm số để chờ đợi ạ. Đáng lưu ý là ở một số công đoạn như nhận thông báo thuế hay nhận kết quả, công dân không phải bốc số thứ tự chờ đợi mà được chuyên viên hướng dẫn trực tiếp nhận giấy và đi lấy kết quả trả cho công dân. Quy trình thực hiện các thủ tục về đất đai được rút gọn tối đa và giải quyết linh động. Nói chung là chương trình hôm nay cũng ngắn gọn. Trước khi mình đăng ký thế chấp thì mình là tới mình làm đúng ngày đúng giờ, trong 24 tiếng đồng hồ là hạn giờ lấy. Và tới đây là mình chỉ cần đưa phiếu là mình nhận. Nói chung thủ tục ngắn gọn, nhanh, không rườm rà. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Liên Chiểu cho biết, bình quân mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận và xử lý từ 120 đến 150 hồ sơ, trong đó có khoảng 40% hồ sơ chuyển nhượng đất đai. Khối lượng công việc rất nhiều. Ngoài hai chuyên viên hướng dẫn ở bàn ngoài, bên trong các ô một cửa, luôn có 3 cán bộ chuyên trách túc trực làm hồ sơ. Riêng các giờ cao điểm trong ngày, đơn vị điều động thêm 2 chuyên viên hỗ trợ. Khi tiếp nhận xong hồ sơ của người dân, chuyên viên viết phiếu hẹn đều đính kèm theo mẫu giấy nhỏ, hướng dẫn người dân đi nộp thuế và thực hiện các thủ tục liên quan. Đây cũng là cách làm hay nhằm giúp người dân chủ động hơn trong quá trình làm thủ tục. Nếu mà chúng ta cứ liên tục tăng cường ở trong ra ngoài thì đương nhiên là cái bộ phận ở trong này sẽ thiếu. Chúng tôi sẽ tăng cường là ví dụ như là một ngày là 24/6, ví dụ là tăng cường 2 cán bộ này, thì qua ngày 3/7 chúng tôi tăng cường 2 cán bộ khác luân phiên và cũng có kế hoạch trước. Tuy nhiên là không phải là lúc nào là ví dụ như tăng cường 10 giờ với lại là 3:30 chiều thì là những thời điểm mà không đông thì thôi các bạn cũng không mình linh động. Ví dụ như lúc là nói là theo cái lịch là 10 giờ các bạn ấy phải ra, tuy nhiên là những thời điểm mà 9 giờ hoặc lúc nào đông là chúng ta chủ động tăng cường, thì tôi phải nói là tất cả cán bộ trong của chi nhánh đơn vị đến thời điểm này đó là khoảng là cả một năm này chúng tôi đều làm thêm ngoài giờ hết để mà đáp ứng được nhu cầu đúng thời gian trả kết quả cho công dân. Trước yêu cầu cải cách hành chính, quy trình và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai ngày càng rút ngắn, đòi hỏi cơ quan chức năng phải có cách làm phù hợp để thích ứng và giảm tải, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc triển khai công tác này tại quận Liên Chiểu cho thấy khá linh hoạt và hiệu quả, cần được duy trì và tiếp tục phát huy.